Năm 2018, Điền Kinh Việt Nam tự hào khi vận động viên Bùi Thị Thu Thảo mang về tấm huy chương vàng danh giá ở nội dung nhảy xa với thành tích 6m55. Đây là tấm huy chương vàng lịch sử bởi lần đầu thể thao Việt Nam nói chung và Điền Kinh nói riêng đoạt huy chương vàng môn thể thao cơ bản này ở đấu trường ASEAN. Tuy nhiên, chỉ một năm sau đó, mặc dù cũng được đặt rất nhiều kỳ vọng, nhưng các vận động viên nhảy xa của chúng ta đã có một kỳ SEA Games 30 có thể nói là thất vọng. Lý do là bởi nhà vô địch châu Á Thu Thảo đã xin rời đội tuyển ngay trước thềm giải đấu ở Philippines. Còn các vận động viên trẻ thì ngoài áp lực mà đàn chị để lại, họ còn quá non kinh nghiệm để có thể hướng tới những mục tiêu cao nhất. Sau đội ASEAN thì vận động viên Thảo đã xin rút khỏi đội tuyển Điền Kinh, như vậy cũng để lại cho ban huấn luyện cũng như là tổ nhảy xa một cái khoảng trống cũng vô tương đối lớn. Tại các em thấy cận Thảo vẫn đang ở trong một cái độ tuổi rất là trẻ và sẽ cố gắng phát huy thế cận kỳ Thảo trong khoảng từ 3 đến 5 năm tới. Chị Thảo thì đã từng đạt huy chương vàng châu Á và thành tích của chị rất là tốt. Điều đó cũng làm cho em và các em nhỏ phía dưới cảm thấy cũng rất là áp lực. Nhưng mà đó cũng là một cái động lực, là một cái thành tích tốt để cho bọn em hướng tới để đạt được như chị ạ. Thì cái lớp kế cận bọn em thực sự còn non, còn trẻ, chưa có những cái khả năng để mà vươn xa. Thì đợt vừa rồi cũng là một cái coi như là một cái test kiểm tra để khẳng định bản thân của mình. Giai đoạn này thực sự là khó khăn với các giai đoạn giao thoa từ người xa lam, những người xa lữ, những người bao quốc nam và những người bao quốc nữ, và là những giai đoạn đặc biệt là mới. Mặc dù nội dung nhảy xa, đặc biệt là nhảy xa ba bước, được đánh giá có tiềm năng phát triển, thậm chí có khả năng tiếp cận đến những mục tiêu cao như chuẩn Olympic hay sánh ngang với các nước trong châu lục. Thế nhưng, để đạt được thành tích này, những người làm chuyên môn sẽ phải đau đầu để giải bài toán lực lượng tuyến trẻ khi những tài năng từ các địa phương đang ngày càng ít đi. Hiện tại thì nội dung nhảy xa ba bước lại là một trong những nội dung rất là đang khó khăn về mặt lực lượng. Quan trọng nhất là cái sự đầu tư. Hiện tại cái mức đầu tư ban đầu của các địa phương cho nội dung nhảy xa ba bước là hết sức hạn chế. Hiện trạng các vận động viên hiện tại như khu vực phía Bắc gần như chỉ còn có 3-4 đơn vị có vận động viên thi đấu nhảy xa. Còn phía Nam thì cũng vậy, gần như một giải thi đấu của nội dung nhảy xa và nhảy ba bước thì thường là gần như chỉ đủ các vận động viên vào chung kết. Nó tương đương với khoảng độ tầm 8-10 vận động viên thi đấu tại các nội dung. Thì trong khi đó thì các vận động viên hiện tại đang nằm trên đội tuyển tại 4 trung tâm thì nó rơi vào được 6-7 em rồi. Vì vậy là chúng tôi sẽ rất khó để lựa chọn các vận động viên lên đội tuyển. Trong cái kế hoạch của chúng tôi thì chúng tôi vẫn đang hy vọng chúng tôi sẽ cố gắng là động viên và sẽ khích lệ vận động viên Bùi Thị Thảo quay trở lại tập luyện trong thời gian sớm nhất có thể. Trước khi hái quả ngọt từ những vận động viên trẻ, nhiều khả năng nội dung nhảy xa vẫn phải trông đợi vào sự trở lại của nhà vô địch châu Á Bùi Thị Thu Thảo, người mà đến giờ vẫn để lại khoảng trống mênh mông, chưa thể khỏa lấp.